Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều mùng 2 Tết, tức ngày 11 tháng 2 năm 2024. Chúc tất cả quý vị vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày Tết này. Và chúng ta vui chơi cũng không quên cái nhiệm vụ, tức là cập nhật các cái tình hình thế giới cũng như là tình hình Ukraine. Hiện nay Ukraine đang kiện toàn cái dàn lãnh đạo của quân đội và cắt chức rồi thăng chức rồi vân vân, tức là những cái ông nào mà nó thuộc cái hệ của ông Zelensky thì lên đường, nên còn có thể là ở lại một hai ông nào đó mà nó tức là bạn của Zelensky hoặc là của Zelensky. Còn tất cả những ông nào mà coi như dưới trướng của ông Zelensky thì lại lên. Thì chúng ta biết là mỗi lần mà xáo trộn về nhân sự như vậy là nó sẽ rất là phức tạp. Thế thì cái dàn lên thì có nghĩa là tất nhiên là ông Zelensky là tổng tư lệnh rồi, thì dưới ông sẽ có hai phó tư lệnh, tức là hai phó tổng tư lệnh nha các bạn, và cái ông tổng tham mưu trưởng, tức là ông trung tướng hôm nọ chúng tôi nói rồi, ông Sapala bị sa thải, thì hiện nay là đưa một cái ông thiếu tướng lên, một thiếu tướng lên là chắc là có lẽ là cũng phong lên làm trung tướng, và ông Barilevich. Còn dưới cái ông Barilevich này sẽ là có ba phó tổng tham mưu trưởng, tức là nó sẽ có những cái người bên tổ chức động viên, tức là huy động lực lượng, rồi còn các cái bên tác chiến rồi vân vân, tức là mỗi ông là một cái việc. Và cái ông mà thay cái ông Zelensky làm tư lệnh mặt đất ấy, thì là trung tướng Pavlus làm tư lệnh mặt đất, tức là lục quân. Thì có thể nói là nói chung là được thăng cấp thăng chức thì các bạn biết rồi, và vui chơi ăn chơi nhậu nhẹt. Thì nó có một cái vụ nổ trong cái đám này thì không biết là nó ai còn ai mất thì không biết bao nhiêu, nhưng mà tôi sẽ cập nhật sau các bạn nhé. Tôi mới nhận được là có một cái vụ nổ trong cái nó có nhiều cái cuộc nhậu chứ không phải là tất cả dồn vào một chỗ đấy, cho nên là không biết là có ai bị làm sao không, thì tôi sẽ kiểm tra và sẽ trao đổi với các bạn sau. Thường thường là mấy cái vụ này nếu mà tình báo mà làm tốt là hốt trọn gói, nên gọi là tức là đi cả nải đấy các bạn nhé, chứ phải đi một quả chuối hai quả chuối, đi cả nải chuối luôn đấy. Nhưng mà cái vụ này thì chắc là cũng không lớn lắm, tức là có lẽ là người ta cũng không có nghĩ là đến cái chuyện mà tiệt như thế này, chứ nếu mà biết thì tôi nghĩ là cũng lượng tốt lắm chứ không phải ít đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta đi vào mặt trận. Thì chúng ta thấy là cái mặt trận đây là có thể nói là toàn súng đỏ phải không? Chúng ta cứ nói Adipka trước đi. Trước khi vào Adipka thì chúng ta nhìn ra phía ngoài một tí này thì chúng ta thấy là chúng ta cứ ôn lại thì các bạn nha. Đây là cái vùng khu công nghiệp phía Bắc. Đây là coi như là khu vực phía Nam. Không phải phía Nam, tức là đó là một là cái khu dân cư, và đây là khu vực quận 9. Đấy, các bạn cứ nhớ ba cái khúc như thế này được rồi. Đấy, đây là khu công nghiệp, đây là khu dân cư, và đây là khu quận 9, tức là phố cổ. Thì nó sẽ có ba con đường chính. Cái khu vực bên này là của Nga không nói rồi, riêng cái khu vực này là cái khu vực có thể nói là giao tranh, nhưng mà thực tế là Nga cũng đang thống trị các bạn nhé. Còn đây là cái hồ, đấy, chúng ta nhớ cho nè, đó đây là cái hồ. Thế thì bây giờ nó sẽ có một con đường từ trên xuống dưới đi qua Stepove, đây Stepove Verchin, nó từ Ucharest từ này nó sẽ đi ngang qua đây, đi qua xuống đây, rồi nó nhập vào, rồi nó không đi cùng với con đường khác nha, nó sẽ không đi cùng với cái con đường mà của đường bộ đâu. Đây là chúng ta cứ nói là đây là con đường sắt này. Còn con đường bộ thì nó cũng vào tới đây, thì nó cũng có một con đường bộ là đi, nó gọi là cái đại lộ công nghiệp đấy, là nó sẽ đi xuống cái đây là gọi là, nó gọi là thành trì Saka, phải đi xuống đây là thành trì Saka, còn đây là pháo đài Taros, còn đây khu công nghiệp, còn ở đây là Stepove thì Nga cũng đang chiếm rất là nhiều rồi. Cái chỗ này là có lẽ là nằm hơi bị lâu, tại trước đây là cứ đổi chủ liên tục đấy, cho nên là như vậy. Rồi ngoài này thì nó sẽ có những con đường này, Stepove đi Berichi, rồi đi Semenovka, Orovka, rồi đi vào thành phố, là theo con đường
là Taksikinè. Con đường thứ hai là cũng là coi như Tonanka đi Severnaya, từ Severnaya là đi vào tức là quận 9, tức là khu phố cổ. Đấy, chúng ta thấy rõ hết nha. Ba cái khu vực mà Nga cần phải chiến đấy, là có những cái khu công nghiệp, khu dân cư và khu phố cổ. Có ba đường tiếp viện, một đường từ phía bắc xuống, hai đường từ phía tây, là một là từ tất cả nó từ cái chỗ Arutka này vào Talaraskina hoặc là từ Severnaya vào phố cổ. Đấy, chúng ta nhớ hết rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta vào sâu trong này. Hiện nay thì đây là phía bắc. Chúng ta biết là các lực lượng của Ukraine người ta đang tiến xuống và chỗ này là bắt đầu giao tranh rồi. Chỗ này người ta cũng tiến xuống và rất là sợ, tức là không phải là sợ mà gọi là rất là ái ngại khi mà nếu mà họ đi tiến thẳng vào con đường này. Những cái lúc này chứ đừng có nghĩ là gì Adipka vội, bây giờ họ tiến được là họ sẽ tiến vào các cái khu vực này. Tôi cái ngặt này là đang dự tính đấy các bạn nhé, các cái lực lượng tiếp viện, bởi vì họ quyết nói là thắng Adipka hay không thì chắc chắn không thắng được rồi. Họ không xuống để mà họ lấy lại Adipka, nhưng mà họ chỉ muốn là giữ Adipka và giữ cũng không được đâu, nhưng mà cũng là cố giữ cho đến tháng 3 chứ, để cho coi như là Nga không có một cái trận thắng biểu tượng vang dội trước cái bầu cử. Nếu mà tức là ngày 17 tháng 3 là bầu cử, mà coi như ngày 15 hoặc là đầu tháng 3 mà coi như là thắng lớn ở đây thì coi như là nó tình hình nó khác. Nó vừa ảnh hưởng đến vấn đề Nga, mà nếu mà giữ được thì có thể là xin thêm vũ khí được. Thì đây là các con đường mà người ta sẽ đi xuống. Và tôi thấy là coi như là đây là tức là đã là khu công nghiệp rồi. Tôi thấy là một số là người ta, đây là kế hoạch thôi các bạn nha, của họ đấy. Tôi thấy là kế hoạch của họ là nó sẽ lấy lại khu vực này đấy các bạn. Chứ không phải dẫn chơi đâu, đây là khu vực này. Nếu lấy lại khu vực này thì Nga là sẽ khó khăn ngay. Nga là tốn không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nhân tài vật lực ở khu vực này để mà lấy được cái khu Taron, tức là cái khu cái bãi bãi rác lớn, và cũng như Krasnogorovka và Stepove. Đấy, thì hiện nay là họ ngoài cái tiếp viện ở dưới này, đồng thời họ kéo giãn lực lượng của Nga ra ở khu vực phía bắc. Nếu không giãn quân ra ngoài này thì Nga có khả năng là mất cái khu vực này. Cho nên là ngoài cái việc Nga đang cái lập gọi trong cái Adipka thì Nga cũng phải có các cái lực lượng phải nói là cực tốt, cực mạnh để mà gìn giữ khu vực ngoài này. Ít nhất gọi là thành quả của trước đây. Và cái thứ hai để ngăn cho cái lực tiếp viện rất đông, Nga nói sẽ rất đông, họ sẽ đánh xuống. Đây là khu vực phía bắc là chúng ta xong rồi nhá. Chúng ta xong. Còn tất nhiên là người ta sẽ đi theo cái lối này này các bạn. Đấy, lối này xuống này để mà người ta đi vào cái chỗ tí thì chúng nói là Taksikina đấy, đây là Taksikina này, đấy, vào cái lối này. Nó có rất nhiều đường chứ không phải chỉ có một con đường đấy đâu các bạn nhé. Thì cái chỗ này là cái chỗ này tôi là lúc này tôi đã khoanh vùng rồi, là cái chỗ này. Đấy, cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ tập trung lại ngã ba đường. Mà cái chỗ này hôm trước mà chúng tôi nói là coi như là mấy chục cái quả bom vào cái làng này rồi thì nó cũng đặt bát trong này rồi, nhưng Nga là không có ra đây. Ở chỗ này nó chỉ là để mà ném bom cái để mà pháo kích đến thôi, chứ không có người ra chỗ này các bạn nha. Đấy, không phải dễ đâu, ra ngoài đấy là cũng là cái chỗ túi bom đạn của hai bên. Đấy, cho nên là không ra. Mà nếu mà không ra thì anh phải tiếp tục, anh UAV anh lại phải rà soát trên này, anh phải bay, anh trinh sát ở trên này, chứ nếu không thì không có gì thì họ sẽ đi vào con đường này tiếp tế. Đấy là một con đường tiếp tế. Còn một con đường nữa xuống dưới, bắt cái này xong xuống dưới kia. Bây giờ chúng ta vào phía dưới. Bây giờ chúng ta vào xuống dưới này. Thì đây thì nó sẽ có một cái con đường là từ cái chỗ là Taksikina vào đây thì không nói rồi. Con đường này vào đây. Chúng ta cứ thấy chữ ATB là Market này. Market tức là nó là siêu thị đấy. À, nó ngay trên cái chỗ mà cái đường đi vào này. Đây này. Là cửa hàng bảo trì sửa chữa ô tô cái chỗ mà Market này. À. Đây là cái khu vực phố cổ các bạn nhé, phố cổ ATB này, à. ATB này, school,
School tức là trường phổ thông, trường phổ thông số 7 ADK. Đây là cái trạm trạm biến thế. Rồi thì bây giờ chúng ta vào cái khu vực này. Khu vực này thì hiện nay là người ta đang nói rất nhiều về các cái bản đồ của tất cả các cái hai bên, bên phương Tây và Ukraine cũng là như bên Nga. Rồi cũng mỗi một bên thì có rất nhiều coi như là hàng chục cái kênh YouTube cũng như là các blogger quân sự và các cái kênh của Bộ Quốc phòng hai bên. Thế thì chỉ có một vài cái kênh chủ đạo thôi, còn tất cả các kênh người ta toàn nói lại thôi, tức là copy của cái này là sang cái kia, tức là anh này lấy của anh kia nói, cho nên là đấy là chưa nói hai bên, cho nên cái bản đồ mà thực địa đấy nó không trùng nhau, giữa hai bên là không trùng nhau, còn cái copy của nhau thì nó là có cái sự, xin lỗi, gọi là mông má thêm bớt, hoặc là có những cái người mà nó không có kiến thức, người ta nói theo cái kiểu của họ, theo cái gọi là cái nhận định, cái gọi là cái nó gọi là cái gì đấy, cái nhãn quan quân sự của cái người dân thường mà nói về quân sự thì nó khác với một nhãn quan mà của cái anh mà anh trong trong quân đội nó nói về về lính, nó khác. Anh chưa mặc đồ lính anh không thể nói với một cái ông lính được, cho dù ông photocopy cái cách nói của các cái kênh khác là anh nói, thì là giống như là của các cái kênh blog quân sự khác thì anh nói giống y cái giọng của người ta, thì anh chép ra anh ghi ra anh nói y cái giọng người ta thì nó có vẻ như là một nhà kiến trúc sư về quân sự, nhưng thực tế là không không có gì hết các bạn nha. Cái bây giờ các bạn xem ở đây thì các bạn cứ xem, nhưng mà có cái là về cái nó cái tư duy về quân sự nó khác đấy. Nó cũng không phải là, cho nên là đến khi mà chúng ta nghe thì bảo sao kênh này nói này kênh khác nói khác, đấy là tôi nói là nó copy nhau nói thôi. Thì cái khu vực này hiện nay nó thế này các bạn, thực tế là đây cái chỗ này thì không phải là cái chỗ mà đang giao tranh đâu, Nga nó đang gọi là khống chế hoàn toàn về mặt hỏa lực. Đây là cái màu, cái nhầm cái màu đây rồi, khống chế hoàn toàn về mặt hỏa lực ở đây rồi, không có ai vào đây, nói chung pháo binh từ của Nga UAV của bên Ukraine hiện nay khu vực này gần như là không hoạt động, hay nói cái khác là không hiệu quả. Bởi vì cái Starlink đấy theo tôi được biết là Nga là mua của các nước ở Trung Đông mà về xài, cũng Starlink ông em nó mất ông bán đã bán khắp nơi chứ, nhưng bây giờ ông có cái thiết bị đầu cuối rồi, thế là ông về ông mở ra, mà thậm chí là có những cái hàng của Ukraine người ta thả xuống Nga đem xài luôn. Bởi vì sao? Đó là chiến lợi phẩm đấy các bạn. Khi mà xài thì tiếng Nga thì Ukraine thì khác gì nhau đâu, thì rơi xuống mặt trận của ông thì ông mở ra ông xài, mà rơi xuống mặt trận tôi mở ra tôi xài thì có đó, nó có một cái tất cả cái gì gì chữ hướng dẫn cái gì gì trong đấy là nó có cả rồi đấy, cho nên là coi như là ăn không đấy các bạn. Cái khu vực này quan trọng nhất chúng ta thấy nó cũng rất lớn rồi. Đây đây là tức là khu công nghiệp rồi này các bạn, đây là khu công nghiệp, từ cái chỗ này đi là hết đây công nghiệp, còn cái khu dân cư là đây cũng là khu dân cư rồi, đây là khu dân cư rồi, còn các cái chỗ mà xin xít như thế này thì chúng ta biết đây là từng cái nhà riêng, nó giống như biệt thự đấy các bạn, nó cách biệt nhá, nó có cây có cối là biệt thự đấy. Đấy, nhưng nói chung khu này nó không có nhiều cái chung cư như bắt mút. Thế là bây giờ cái chỗ này nó chỗ cho rank này thì chúng ta thấy cái sát về chỗ này chúng ta thấy đây đây cái đường là Lataskina vào này. Đấy. Còn cái phía dưới này chúng ta chưa nói nha, đây là cái đường từ Siverchevskaya vào này. Đấy, là khác này. Vậy cái chỗ chúng ta nói cái chỗ cái đường này. Thậm chí bây giờ cả cái đường này bắt đầu người ta đã sử dụng rồi, nó không phải cái đường nhựa đường chính nhưng mà nó là cái đường đất, nhưng mà vẫn ok. Vẫn là có rặng cây đấy là người ta vẫn đi được này các bạn. Thế ta soi vào cái chỗ này thì chỗ này Nga đã lấy được rồi. Lấy chỗ này. Chắc chắn luôn nhá các bạn nhá, chỗ này thì chưa, chỗ này thì rồi, nói thế bây giờ lấy được tí chỗ nào ghê lắm, bây giờ chỗ này nó đánh rát nhau mà có như là bắn tỉa đó, có như là cứ đây là một trong đô thị rồi đấy. Nên cái chỗ này thì nó không phải là nhà nhiều nhưng mà nó có cái địa hình địa vật để mà anh phải 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 tận dụng thôi. Đấy, còn cái khu vực mà đây là cái nó gọi là Atobata, hôm trước là tôi nói là cái khu này nó gọi là cái khu nhiều người thì nói là nó là cái bến xe buýt, nhưng mà trong cái văn bản chính của nó thì nó Autobazar, tức là chúng ta biết là nó là một cái chợ ô tô, hay nói khác là một cái tổng kho rất nhiều xe ở đây.
thì nôm na là như vậy. Thế thì cái chỗ này thì vẫn chưa lấy được này, cái chỗ này thì Nga rồi nha, cái chỗ này thì đương nhiên cái ô tô là Nga lấy được rồi này, chỗ này rất quan trọng, cái này lấy mãi mới được này. Tôi thấy mấy ngày này tôi cứ chờ cái chỗ này mãi thì hôm nay lại đỏ rồi đây, nhưng cái chỗ này thì chỗ này chưa các bạn nhé, chỗ này đây. Chỗ này chết rồi, xóa đi mất rồi, ghê vẽ mãi mới được đây, vẽ nhanh này. Đây cái chỗ này này lúc này vẽ rồi mà tôi mới xóa mất. Đây, cái chỗ này ô tô ba ga đây thì đương nhiên rồi nha các bạn nhé. Cứ bấm nhầm cái nút cái là nó học. Thế là đây đây còn cái chỗ này, cái chỗ này chỗ rất khó khăn, bởi vì có một số cái lực lượng của bên Ukraine đã vào đây rồi. Ngày hôm qua thì là Nga bằng cách nào đó, tức là từ cái chỗ ô tô ba ga này là đã đột kích ra phía ngoài này, bởi vì như chúng ta biết là nếu mà Nga lấy được toàn bộ cái khu vực này ấy, là coi như sẽ là cắt hoàn toàn rồi, tức là bên xanh bên này xanh còn đỏ ở giữa. Đấy, nhưng mà bây giờ tức là để quay quay sau mà kiểu gì anh phải cắt cho bằng được, mà nói như vậy thì có nghĩa là bên kia người ta cũng biết như vậy. Đấy. Nhưng tối qua thì Nga đã ém quân đây không biết bằng cách nào đó thì chưa biết. Thế là đến đến ngày hôm nay là các bạn biết là bên bên Ukraine bắt đầu nó tiếp viện vào cái khu vực đây đường chỗ Latakhskaya này 542 đấy là các bạn bắt đầu đánh vào cái khu vực này. Họ cố gắng họ chiếm cái đường đường nó gọi là hôm trước chúng tôi nói gọi là đại lộ công nghiệp ấy, đường công nghiệp ấy. Tiếp tục là để họ tiến xuống, và đây hôm nay tôi nói là cái có một cái đường đất mà song song cái đường trên này đi vào, còn cái đường ở dưới Sverdlovsk ta không nói nhá, là đường ở đường khác nữa nhé. Đây cái đường này đường nhỏ này thì hiện nay là phải đang đánh nhau khu vực này rất là ra. Nga phải giải quyết cái vùng này trong vòng 1-2 ngày chứ nó còn có 300 mét thôi các bạn, có 300 mét thôi, cũng chả có cái nhà cửa nào đây. Nếu view ra tí nào view ra các bạn thấy thì Nga phải lấy được cái chỗ này, tức là toàn bộ cái chỗ vàng vàng tôi vẽ đây và cái chỗ này, nếu mà lấy được đây ra tới đây là còn xong đấy, thì nó sẽ liên cư liên địa đây. Thế là như thế là còn cái chỗ này lúc được lúc mất đấy nha các bạn nha, đây không phải là coi như là dễ như là lấy một vật gì trong túi ra đâu. Nga phải lấy được cái chỗ này trong nếu càng sớm càng tốt, và cái khu này chính là rất dễ, bởi vì là bây giờ là Nga là từ cái chỗ khác Nga bắn tới đây được, mà bắn tới đây tức là 300 mét thì đã bắn vẫn được, còn có những chỗ là 800 mét. Như vậy là nếu mà anh bắn tỉa thì anh chỉ có đánh bắn chủ yếu là bắn ban ngày thôi, còn ban đêm anh kính nhìn đêm thì anh nhìn thì nói chung là nó cái độ quan sát của ban đêm thì không thể bằng ban ngày. Thì bây giờ Nga là thậm chí là không lấy cái điểm giữa này mà lấy ra ngoài này, lấy ra ngoài này. Nhưng tất nhiên là các lực lượng của Nga là bây giờ ở đây đang rất động, nhưng bên tiếp viện bên kia tôi thấy là nó bắt đầu là nó ra rồi, nó tức là hoạt động hiệu quả rồi. Khi mà cái bên phía bắc mà người ta xuống thì đương nhiên là chúng ta thấy là người ta lại xuống vào cái khu công nghiệp này, là họ xuống thì mấy ngày này chúng ta cũng có nói, cho nên cái chỗ này là Nga chưa thể lấy được, cái khu vực này Nga chưa lấy được các bạn này. Đây cũng là khu vực xám chưa lấy được đấy, cho nên cái chỗ này là hiện nay là Nga đang căng mình cái chỗ này, nói chung là đổ máu, tôi thấy là đổ máu nhiều chứ không phải ít đâu khu vực này. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rõ là đây thì đỏ hết rồi đây, nhưng mà các cái giao tranh ở các cái đường phố ở đây là cũng bắt đầu có, nhưng mà theo tôi được biết ấy, là Nga sẽ tập trung là phải lấy ra bằng được cái miếng này là chính. Đấy, là chính cái chỗ này, khi mà lấy được chỗ này thì chúng ta biết là Nga đã cắt đôi ra rồi đấy, cắt đôi ra đây. Đấy, thì còn ông tướng này là nằm riêng một khoảng ra riêng này, Nga phải cắt được cái chỗ này. Đây là cái nhiệm vụ chính của Nga hiện nay, chứ không phải là đánh phía Bắc, không phải đánh phía Nam, không phải là thế nọ thế kia. Còn tất nhiên là cái anh nào mà lo mà phòng thủ phía Bắc, anh nào lo coi như là nã pháo và các cái đoàn quân mà người ta đang tiến vào ở các cái đường mà đã chỉ định thì là các anh phải lo. Mà riêng các cái lực lượng mà đang nằm ở trong cái khu vực này của Nga thì là Nga phải bằng mọi giá phải lấy được cái rìa này. Khi mà cắt được hai rìa ra rồi thì còn hai hai
còn gọi là hai khu thì thực tế nó là gọi là hai cái vạc đấy các bạn, hai cái vạc nằm hết vào trong này là chết với Nga, và nằm chết trong này là chết với Nga, mục tiêu chính là như vậy. Cái chỗ này là cái chỗ mà tức là cái siêu thị đấy, thì hiện nay cái chỗ này rất là khó 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 chơi các bạn nhé, bởi vì cái khu vực này các bạn biết là đây là Nga có giữ được cái mảnh đất nào ở đây đâu đấy. Nó chỉ phía dưới đây là càng Nga có một tí thôi, thì cái chỗ này là hiện nay là đang hỏng này đấy, nếu mà tiến quân vào đây là đang hỏng này đấy. Cho nên hiện nay là Nga cái chỗ khu vực dưới này là Nga đã kiếm được một tí, nó không đáng kể nhưng mà nó rất là quan trọng ở cái trục đường này. Đấy, thì có một cái lực lượng Nga đang đang đóng ở cái khu vực này. Đấy. Thì cái nhiệm vụ của anh này là rõ ràng là phải chặn lại cái đám này. Còn cái phía ngoài kia thì chúng ta biết là phải có câu câu vào của Yugoslavia, phía dưới Opitana là phải đánh đánh vào, thậm chí là các cái máy bay UAV là anh phải dò đây, là anh tìm anh đánh. UAV là bây giờ bay khắp nơi chứ. Bây giờ thì không có đánh bom, không có pháo kích vào trong thành phố nữa rồi. Bây giờ là quân không biết bên nào ở phía bên nào ở đâu đó, thì sau này nếu mà tạo cho họ vào một cái rốn và một cái vạc nào đó thì Nga có thể rút ra, sau đó là pháo kích vào chỗ đó thôi, chứ còn bây giờ là đang chưa được, tức là vẫn cũng phải đánh nhau, giành giật nhau để mà cuối cùng là như là giả vờ thua chạy đấy các bạn, chạy rồi bắt đầu người ta dồn vào cái chỗ nào, tất cả trong này là Nga đã vào đây, là Nga đã biết là cái chỗ nào rồi. Còn đối với Ukraine thì người ta ở đây là không biết bao nhiêu năm rồi, các thành trì như thế nào đó biết hết rồi. Đấy, cho nên là cái khu vực này là cái chỗ là tôi thấy là đang hẫm nhất ở đây. Hiện nay thì Nga đang lo ở ngoài phía ngoài rồi, phía Nam cũng đang lo phía dưới thành trì, phía Bắc cũng Cherestina, Stepove, nhà máy hóa chất. Thì bây giờ rất là nhiều chứ không phải chỗ. Đấy, nếu mà anh mà hợp đồng tác chiến không được cái chỗ này là rất nguy hiểm. Cho nên cái quan trọng nhất là phải lấy cái chỗ cái này để cắt đứt hoàn toàn. Sau đó là nhiệm vụ của em nào phía Nam, em nào phía Bắc, em nào khu công nghiệp, em nào là cái chỗ quận chín hay là như nào đấy, thì lúc đấy là tôi nghĩ là cũng đã sẽ có cái kế hoạch cả rồi đấy. Nhưng mà có cái là hiện nay chưa đâu vào đâu, biết rằng là cái thế thắng là đang là thắng nhưng mà chưa thắng, 30 chưa phải thế, cho nên là cái thế là như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà trong khi mà người ta gọi là xin lỗi là một ăn một tích đấy, là người ta cứ mầm người ta kéo vào, tức là người ta chấp nhận tổn thất mà. Miễn là không cho Nga lấy được trong cuối tháng 2 và coi đầu tháng 3. Đấy, như thế là nếu mà tính cho đến ngày bầu cử là còn có tháng rồi chứ mấy. Chúng ta nói thế là mấy tháng, bây giờ còn có tháng chứ mấy. Hôm nay 11 rồi mà 16, 17 là bầu rồi. 16, 17 tháng sau là bầu rồi. Cho nên là nó cầm cự một tháng là đều có thể có. Mà một tháng đấy thì chắc chắn một tháng giao tranh. Một tháng đấy là một tháng tổn thất cho cả hai bên. Bây giờ phía dưới này thì cũng phải lo chứ. Đây này, chúng ta thấy này. Cái chỗ cái sắt cá đây mà đã xong đâu, cũng là đang bao vây, cũng là vạc nọ kia đấy, nhưng mà đã xong đâu, chưa xong, chưa xong. Cái chỗ ta rốt thì được rồi đấy, còn các cái chỗ này chưa xong. Cái chỗ này mà bảo vẽ mà đâu phải vẽ, thích thì vẽ chứ còn vẽ nhưng mà nó là xám đấy. Thì còn các cái đường này thì chúng ta biết là mấy ngày nay thì Nga vẫn là bắt bổ mấy cái đường này rồi, thậm chí là tới cái chỗ Bùng Minh này là đi vào các đường thì cũng đã đi rồi. Đấy, nhưng mà rõ ràng là vẫn chưa lấy được cái dưới này, cũng là muốn tạo thành bạc đây. Đấy, cái khu vực này, khu vực bên này cũng vậy, cũng giao tranh nên vẫn còn trắng này, chứ đâu có phải là vàng đâu, vào được trong này. Nhưng mà tôi thấy bây giờ nó là mờ mờ đây này các bạn này. Đấy, cho nên là cả một cái vạt này đấy, chưa nói từ trên này này, chỗ này nó đánh xuống. Đấy, khu vực này Nga chưa qua được, có nghĩa là bên Ukraine bên này tất nhiên nó cũng mỏng thôi, cũng đang chạy về 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 gọi là trung tâm thôi, nhưng mà rõ ràng là vẫn còn lính lính ở đây. Tóm lại là anh phải cả phía đông, cả phía nam, này, cả phía cái đông bắc này nữa, đặc biệt là phía tây rồi phía bắc này nữa, nó là đủ đường hết đấy chứ nó không phải mà trong khi là chưa có lính Nga trong này thì nó là đánh khác, có lính Nga trong này là đánh khác rồi. Cái khu vực này là khu vực còn cách nhau 300 mét, 800 mét thì đánh khác nữa, đánh khác nữa. Này, cái giọng nó không được tốt các bạn nhé, Tết thì cho nên cái giọng nó không được tốt lắm các bạn, cố gắng chúng ta khắc phục thôi. Rồi vậy bây giờ chúng ta đi đến khu vực khác, cái chỗ này cũng đang đánh cũng tương đối tốt các bạn, chỗ Pisky này. Khu vực này Pisky này thì cũng được. Chúng ta hôm trước là chúng ta nói là
tôi hay hay có một cái nó quy nạp đấy, xong cái là tôi vẽ. Hồi xưa nó lồi lõm này, lồi lõm mấy chỗ này nó cứ lồi lồi lõm lõm. Nên vì sao tôi bảo là làm sao mà lấy được cái thẳng, thì bây giờ lấy được thẳng này rồi, lấy thẳng rồi, nhưng mà bây giờ tiếp tục lồi ra đây, tức là ăn thêm đấy các bạn. Đấy, bắt đầu tiếp tục đánh thêm ra đấy, thì chỗ này tốt các bạn nha. Peruvian. Còn phía dưới này đây là chúng ta biết ngay nó là Novomicrovska. À đây không phải, dưới này là cái chỗ đây Novomicrovska, dưới này chúng ta nói sao, cái chỗ này là chỗ Miska và Sarotka, quên tôi là cái từng chỗ này. Đây cái chỗ này thì nó là như này, đây cái hình thái này thì chúng ta biết là lúc nó chưa vẽ thì bây giờ là vẽ rồi, vẽ rồi, bây giờ đang tấn công qua đây, tấn công qua bên này, tấn công lên trên này, tấn công ở đây, thì chúng ta thấy là đây là nó có nghĩa ra đây, đây có một cái trang trại, nó là một cái kho, thì hiện nay cái chỗ này là Nga đã lấy được rồi. Thế là cũng là to đấy các bạn nhé. Đấy, xuống xuống như thế này thì đương nhiên rồi, trước đây chủ yếu là hai cái này. Đấy, này là lọt vào trong này rồi, thì còn cái khu này nữa thôi. Đấy, thì hiện nay cái Novomicrovska cũng nói chung là tốt. Còn cái chỗ gấp dưới này lúc nãy là tôi quên đây, cái chỗ này chỗ Sarotka thì Nga cũng đã kiếm thêm được miếng ở đây, nó cái Sarotka các bạn nhé. Đấy, dưới này là Pavlivka này, đấy, Pavlivka, Burela, Miskei, thì cái chỗ này thì Nga cũng đang đánh lên để mà thẳng cái đường lên trên này, Pavetta, thì cái chỗ này cũng chưa thua, nhưng mà cái chỗ này cái thêm được ra chỗ nào thì hai chỗ đấy thôi, chủ yếu cái chỗ Novomicrovska này. Rồi chúng ta đến cái chỗ chỗ mà Vremeka, đây chỗ đây là Vremeka này, thì chúng ta thấy là ở chỗ Brutna, thì cái chỗ khu vực này thì thấy là Nga pháo kích vào chỗ Ukraine này các bạn nhé, chứng tỏ là có nghĩa là Ukraine đang ở đây. Còn chỗ Robotyne thì cũng có giao tranh, thì hiện nay giao tranh ở cái chỗ là Nga thì chiếm thêm một tí chỗ này đây, chỗ này này, thực tế là đỏ rồi, chỗ này là đỏ rồi, chưa chứ nó còn con đường này là nó ngắm ngắm cái thị trấn này các bạn nhé. Còn trên này thì chúng tôi thấy là cái UAV của bên kia là nó cũng cũng bay vào đây rất là nhiều, thì sau đó là Nga đã đẩy ra UAV, nhưng mà không 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 bắt được ai. Nga đẩy ra thì tôi thấy là cũng cũng có Nga bị tổn thất ở khu vực này, tôi thấy có một cái đầu lâu màu đỏ ở đây khu vực này. Tóm lại chỗ này nó cũng chưa có gì ghê gớm. Còn Kerinki thì nó cũng không có gì. Kerinki hiện nay là chúng ta biết là hai bên đều sử dụng Starlink hết. Tôi hiểu là kiểu sử dụng kiểu gì mà hai bên này còn gặp chiến tuyến là đều đều dùng hết. Thì bên bên kia thì bên nó bọn Anh ấy, nó sản xuất ra một cái loại cái súng nó bắn để mà bắt cái UAV. Nhưng mà tôi thấy cái súng này thì nó cũng ăn thua đâu, nó bắn ra giống như cái lưới ấy. Thì tất nhiên là khi mà cánh quạt mà anh bay mà vào trúng cái lưới là coi như hết bay thôi, đơn giản vậy thôi, chứ không có gì. Thì tôi thấy nó đang sử dụng ở đây. Bây giờ chúng ta đi lên cái khu vực ở trên Buonocca. Buonocca này thì nó cũng tương đối được các bạn nhé, chứ cũng nói hoành tráng thì chưa hoành tráng hơn rồi. Đây, nó là chỗ này. Thì Nga đang đánh ở đây, đang đánh khu vực này, hai bên giao tranh đây. Cái chỗ đây là cái chỗ ngã tư này, cái chỗ ngã tư mà tôi rất là quan tâm thì nó nằm đây. Thì chúng ta biết là Nga lấy được phía dưới của nó. Còn đây đây là nếu mà các bạn nào rành ấy, đây tôi làm nhỏ và cho chúng ta nhìn cho trả xúc ra dễ thôi. Thì cái chỗ này chỗ nghĩa trang này, đấy. Còn cái đường đường Kromova mà đi ra 576 đi ra đây này. Đi vào. Còn đây có một cái đường nữa, đây đường sắt. Đường sắt này là vào Bắc Mút đấy, vào Bạch Kim Ca đấy các bạn, Bạch Kim Ca. Còn đây là có một cái đường bộ. Thì tôi nói là cái chỗ này giao tranh, nhưng mà phía Nam thì là Nga lấy rồi, phía Nam này. Nam của cái đường này Nga lấy này. Đấy. Như thế là chúng ta thấy luôn là có nghĩa là cái nghĩa trang thì hôm qua kia lấy rồi, nhưng mà cái chỗ cái rừng rừng thì hôm qua thì lấy được cái chỗ đoạn này, thì bây giờ lấy luôn cái chỗ đoạn này.
Như vậy là đó, một cái hình thái này là chúng ta thấy là cái tinh thần đánh trà xuất gia là rất rất gần rồi. Đấy, nhưng mà cũng đang quay, tôi thấy là bắt đầu là UAV đã đi vào các con đường này vào. Nga sẽ đánh là coi như là Ivanovka trước ưu tiên các bạn nha, chứ không phải trà xuất gia. Nhưng mà cứ như cái đã, còn đây cái chỗ này Nga sẽ đánh xuống này. Đấy, Nga sẽ đánh, thậm chí đánh luôn là con đường mà xưa nay không không dám đi là đánh đây. Và đây đã có một lực lượng đồn trú của Nga là phía dưới này, chúng ta biết rồi, có một lực lượng đấy đồn trú đấy, thì chỗ Ivanovka này tôi nghĩ là cũng đánh cũng rất là sớm thôi. Hiện nay các cái đường, có một cái đường là H32 nối Ivanovka với trà xuất gia, là từ cái là con đường này các bạn này. Đấy, con đường này đấy, các bạn nhé. Còn đây con đường này 506 rồi, còn đây là 504, thì đó thì có những cái con đường nối với nhau. Thì hiện nay nếu mà nói về cái gọi là cái gì, cái hệ thống phòng thủ đó, đấy, chúng ta biết là nó có con kênh đảo, nhưng mà ngoài con kênh đảo ra thì bên Ukraine người ta cũng có cái tuyến phòng thủ rất là chặt đấy, cho cái trà xuất ra. Nên từ khi mà đã thất thủ cái Bakhmut thì chúng ta biết rằng đấy, là ai, chúng ta đây còn biết là sẽ đánh những trà xuất ra và Ivanovka, nhưng mà đến bây giờ bắt đầu đánh thì gần một năm rồi, từ tháng 5 năm ngoái đến bây giờ thì người ta xây cái hệ thống phòng thủ rất là nhiều, mà thậm chí hôm trước chúng ta còn thấy cái máy xúc máy đào nó còn đang đi đào đi mốc thôi, mà cuối cùng là bị Nga đánh này. Thì hiện nay cái khu vực này thì chúng ta cứ theo dõi về cái chỗ Ivanovka này thôi. Còn cái trên phía trên này Bihorodoka này thì tôi thấy vẽ Nga vẽ rất nhiều rồi. Đây là cái đây thì chúng ta thấy là còn có mấy cái phố bên này thôi này. Đấy, đây các bạn nhé, mình nhìn này cho nó dễ nhìn này. Đó, còn nó mất rồi đó, thì cái khu này thì mấy ngày nay tôi nói rồi, Nga đã lấy hết rồi. Chỗ này hôm nay Nga rất là tự nhiên vẽ xuống rồi đây. Ngày mai ngày mốt nó sẽ thể hiện đấy các bạn nhé, chứ bây giờ nó đang giao tranh. Tức là cái lúc này chúng ta vừa zoom vào cái phố này, nó còn hai ba con đường bên này, bên tây là chưa thôi. Đấy. Hiện nay là Nga từ trước này là chúng ta thấy là mấy ngày này tôi cứ vẽ này, các bạn cứ để ý đấy thôi, chứ còn sau này là chúng ta nhìn nó mới rõ. Đấy, thì hiện nay đang đánh xuống, làm sao mà đóng cửa được cái Belorusska này mới nói chuyện được. Rồi, chúng ta vào đây nó còn có mấy phố thôi này. Đây, còn mấy con phố này thôi. Còn chỗ Tarani này thì tôi thấy lại hơi hơi ta ta tí rồi đấy các bạn. Đấy, cũng bắt đầu lồi lõm rồi. Đấy, cũng chưa ăn thua cái khu vực này. Rồi Shikoka thì Nga lấy được hết phần phía Bắc rồi. Đấy, chúng ta thấy này. Đấy, các cái nhà phía Bắc này lấy hết rồi này. Thì còn cái dãy nhà phía Nam này nữa thôi. Đó. Rồi vậy thôi, xem nào. Taro bây giờ rồi thế thôi, vậy thôi, cũng không có gì cả. Thì hiện nay thì chúng ta biết là bên bên Mỹ thì người ta đang kiện cáo nhau hai cái ông già, bây giờ đặc biệt là nó soi về cái ông Biden, tức là bây giờ ông mất trí nhớ, ông nói lộn xộn quá, nói lung tung hết, rồi bây giờ đưa máy móc ra đo, rồi ông đang vướng về cái xử lý các cái tài liệu mật. Còn ông Donald Trump thì coi như là ông là biệt thủ cái tài liệu mật, thì vân vân. Thì người ta nói là ông Trung rất là khó mà qua được cái cửa đấy, nếu mà ông bị hình sự cái đấy thì ngồi bóc lịch hơi bị lâu, bóc lịch đến chết luôn đấy các bạn nhé. Nhưng tôi nghĩ họ cũng chả cho bóc lịch đâu, bởi vì này, chủ yếu là cái bầu bán này thôi, nên xong bầu bán là sẽ xong. Mà bây giờ ông nói rất là ông vẫn là cương, vẫn nói rằng kể cả bây giờ nếu ông lên là thứ nhất là có thể ra NATO, còn bây giờ thì quốc hội đã không cho phép là tổng thống làm việc đó thì ông sẽ rút hết, hoặc là nếu mà coi như là một nước nào mà bị NATO mà Nga đánh, Mỹ sẽ không giúp. Đấy, ông có những cái tuyên bố như vậy, và ông lên thì ông sẽ có một cái gọi là cái cuộc thanh trừng, tức là trục xuất những người mà bất hợp pháp ra ra khỏi nước Mỹ, lớn nhất từ trước đến nay. Thì chúng ta biết là trong 3 năm ông Biden cầm quyền là hết 10 triệu người di cư vào. Đấy, nhưng con số thực tế nó là 20 triệu, nhưng mà báo cáo chính phủ chỉ 10 triệu thôi, còn lại tức là bất hợp pháp, đi lung tung vào là coi như không kiểm soát rất nhiều. Nếu mà như vậy thì có lẽ là nước Mỹ là nó thành ra cái chợ. Thì hiện nay có một số cái ý thế thôi,
Thì còn cái ông Zelensky thì hiện nay là chúng ta biết là tiếp tục nhận được một số cái viện trợ của các nước Bắc Âu, chủ yếu là Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, em nào cũng mấy chục triệu hết các bạn nha. Đấy, thì cho nên là rồi đặc biệt là ông Na Uy ông cho cái hệ thống phòng không NASAM đấy nó rất là hiệu quả. Thì rõ ràng là bây giờ thì nói gì thì nói, chúng ta biết là nó đang giai đoạn cuối rồi, nó có thể nó dậy lên, có thể là nó làm cái gì ghê gớm lắm, sau đó nó mới chịu thua. Thì tóm lại trong năm nay thì bên Mỹ nó cũng sẽ không có, nó gọi là ảo ạt mà coi như là nọ kia để cho cái khu vực này đâu. Kể cả Israel hiện nay chúng ta biết là cũng đang giảm rồi, mà bây giờ còn mỗi ông Đức, mà ông Đức thì bị suốt ngày là ông Olaf Scholz thì bị dân Đức nó chửi quá trời rồi. Đấy, bây giờ tự nhiên ông hào hứng ông đứng ra ông là số 1 trong cái vấn đề giúp Ukraine, nếu không phải là nếu không có Mỹ thì ông là số 1, mà trong khi là suy thoái rồi là bảo biểu tình là cứu thứ trên đời. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là rồi cộng thêm là thay ngựa giữa giọng nữa, rồi không khéo là đến tháng 3 này coi như ông Zelensky hết làm tổng thống, là không khéo là bắt đầu là bên Mỹ bắt phải bầu cử, tức là một cái chế độ là chư hầu, tức là lại đưa cho Zelensky trở lại, ví dụ như vậy, vân vân và vân vân, có rất nhiều cái sự kiện. Tôi cũng cũng xin trao đổi với các bạn thế thôi, chúng tí nó cũng phải ăn cơm, cho nên là Tết này nói chung không được, gọi là không được, không dám nhậu các bạn ạ, ít nhậu lắm, thì nhậu vào cũng chả làm được. Thế coi như là cũng có biết là một số các quý vị khán giả rất là nhiệt tình, coi như cứ chờ cứ đến giờ là lên, tôi mới phát lên là có mấy nghìn ngày người sang ngày là tôi biết rồi. Rồi cũng rất là cảm ơn nhiều anh chị cũng đã gọi là động viên bằng cái cách là lì xì rồi mừng tuổi, rất là cảm ơn nhiều các bạn nha. Đấy, nó cũng là một cái động lực để mà làm chương trình. Tôi xin gặp lại, hôm nay chắc là tôi sẽ làm cái chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu, cũng cách mấy ngày này chúng ta không làm rồi, phát vào lúc 22 giờ. Bye bye.